Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp Unit 3 The Green Movement với phân lượng bài học Lesson 8 Looking Back. Trong phần Looking Back này, chúng ta sẽ ôm lại hai phần chính. Thứ nhất là Vocabulary và Grammar. Đầu tiên, chúng ta sẽ ôn tập về Vocabulary. Complete the sentences with the correct form of the words phrases in the box. Trong phần này, các em sẽ sử dụng các từ trong khung để điền vào 7 câu bên dưới. Các từ vựng trong khung các em đã được học xuyên suốt ở bài số 3. Và bây giờ chúng ta sẽ thông qua nghĩa của các từ này. Deplete, cạn kiệt. Disposal of, xử lý. Pathway, con đường. Combustion, quá trình đốt cháy. Soot particle, các phân tử bụi than. Clutter, sự lộn xộn. Organic, hữu cơ. Khi các em điền các từ này vào trong câu, một số câu, các từ sẽ được thay đổi dạng của từ. Ví dụ, từ đó các em phải thêm in, hoặc là các em im đi, các em thêm vào số nhiều, tương ứng với vị trí của chúng trong câu. Chúng ta bắt đầu sửa bài tập số 1 này nhé. Câu số 1, chúng ta sẽ điền từ disposal of. Trọng tâm của buổi hội thảo là vấn đề xử lý chất thải độc hại. Câu số 2, chúng ta sẽ điền từ deplete. Và ở đây chữ deplete đã được thay đổi dạng thành depleted vì đây là câu bị động. Can be depleted. Một vài người vẫn nghĩ rằng tài nguyên thiên nhiên của chúng ta sẽ không thể bị cạn kiệt. Câu số 3, chúng ta sẽ điền từ clutter. Cách tốt để sắp xếp các đống lộn xộn trong nhà là sắp xếp chúng vào trong những cái hộp, vứt đi, bỏ đi và cho đi. Câu số 4, chúng ta điền từ organic. Nông nghiệp hữu cơ tránh việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Câu số 5, vị trí của câu số 5 là chúng ta cần một danh từ, vì trước nó là một tính từ incomplete, nên chúng ta sẽ điền danh từ combustion. Quá trình đốt cháy không hoàn toàn thường thải ra các sản phẩm phụ độc hại. Câu số 6, chúng ta thấy rằng ở đây đã mất đi chủ ngữ. Để điền được chủ ngữ thì phải cần một danh từ hoặc là verb in, và chúng ta sẽ có cụm danh từ tương ứng là soot particles. Ở đây cô đã dùng số nhiều cho particles thêm s vì động từ của chúng là are ở dạng số nhiều. Các phân tử bụi than quá nhỏ đến nỗi chúng có thể vào trong mạch máu gây ra những vấn đề về sức khỏe. Câu số 7, chúng ta sẽ điền từ pathway. Công nghệ xanh là một phần của con đường dẫn đến tiến bộ kinh tế. Đó là các từ vựng chúng ta cần ôn tập lại trong phần bài 3. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần grammar. Trong phần grammar này, chúng ta sẽ có 3 bài tập để thực hiện. Task 1. Combine the simple sentences into compound sentences using appropriate conjunctions. Bài tập này yêu cầu các em kết hợp hai câu đơn trở thành một câu ghép và sử dụng từ liên kết thích hợp. Ở câu số 1, chúng ta thấy lần vế thứ 2 là chỉ về nguyên nhân. We want to buy only organic products. Nên chúng ta sẽ dùng từ liên kết là because. We read food labels carefully because. Hoặc chúng ta có thể dùng for. We want to buy only organic products. Câu số 2. Các em thấy hai chủ ngữ của hai vế giống nhau.
the burning of fossil fuels. Nên chúng ta sẽ liên kết hai câu này lại bằng chữ and. Và chủ ngữ ở vế thứ hai sẽ được lược bỏ, vì đây là hai chủ ngữ giống nhau. The burning of fossil fuels is the largest source of greenhouse gas emissions and causes air pollution. Ở vế thứ hai này, sau and là chúng ta đã bỏ đi cái chủ ngữ the burning of fossil fuels. Câu số 3, chúng ta cũng thấy ở hai vế có giống nhau chỗ shall we, nhưng đây là dạng câu hỏi lựa chọn. Lựa chọn ở cái vế 1 hành động 1 hoặc lựa chọn ở hành động 2. Nên chúng ta sẽ liên kết hai vế này bằng từ liên kết là or. Shall we organize the tree planting day or launch a recycling campaign at school? Qua câu số 4. Các em thấy rằng ở cái vế thứ hai, it is not the only factor, là ngược lại với vế thứ nhất. Regular exercise is essential to longevity. Nên khi hai vế này mang nghĩa ngược nhau, thì chúng ta sẽ liên kết chúng bằng dùng từ liên kết là but. Regular exercise is essential to longevity, but it is not the only factor. Và ở câu số 5, chúng ta thấy rằng ở vế thứ hai là kết quả của hành động ở vế thứ nhất. Khi thể hiện kết quả thì chúng ta sẽ dùng từ liên kết là so. Noise pollution can cause stress and psychological problems. So, try to spend some peaceful, quiet time in nature. Bây giờ chúng ta sẽ qua sang bài tập số 2. Combine the simple sentences into complex sentences using the word in brackets. Ở đây chúng ta sẽ liên kết hai câu này thành câu phức và đã có từ liên kết cho sẵn. Chúng ta sẽ nhìn cái nghĩa của từ liên kết và đặt chúng vào vị trí thích hợp trước hoặc là giữa hai câu. Number one, với cái từ liên kết là if, thì if chỉ về điều kiện, nên chúng ta thấy vế đầu tiên chỉ về điều kiện. Chúng ta sẽ đặt if ở đầu câu. If we change our consumption habits, we can reduce our carbon footprint. Ở câu số 2, yêu cầu dùng từ liên kết because. Because phải đặt trước cái mệnh đề chỉ nguyên nhân. Và chúng ta thấy mệnh đề chỉ nguyên nhân là ở vế sau. Nên chúng ta sẽ đặt because ngay giữa. We should use bicycles instead of cars, because this will have to reduce its exhaust fumes and pollution. Thấy chúng ta đặt because ngay giữa, đặt trước cái mệnh đề chỉ nguyên nhân. Câu số 3, chúng ta sẽ dùng từ liên kết là when. When ở đây có nghĩa là khi nào, chỉ về thời điểm. Nên cái mệnh đề chỉ thời điểm nằm ở vế đầu, thì chúng ta sẽ đặt when ngay trước câu đầu. When fossil fuels are burned, they emit harmful gas into the environment at the same time. Qua câu số 4, yêu cầu mình dùng where để liên kết hai câu. Và where là nói về nơi chốn. Nên chúng ta thấy rằng ở câu vế thứ hai có nơi chốn chỉ đe. Chúng ta sẽ đặt where ngay giữa. Các em lưu ý, khi mình dùng where để thế cho nơi chốn thì chữ đe sẽ được bỏ. Mình không còn chữ đe trong cái vế này nữa. Protect the environment where we live. Câu số 5. Chúng ta dùng so that. So that nhằm để thể hiện mục đích.
nên soda sẽ được đặt giữa trước cái mệnh đề chỉ mục đích là we can reduce waste. Và câu đó sẽ là we reuse bags of clothes and scrap paper at home so that we can reduce waste. Đó là những bài tập để kết nối hai câu đơn thành câu ghép hay thành câu phức với từ liên kết where, when, if, because, so. Chúng ta sẽ qua bài tập thứ ba, cũng liên kết hai câu, nhưng chúng ta sẽ dùng từ liên kết là which. Ở bài tập số 3 này, chúng ta có hai vấn đề cần giải quyết. Vấn đề thứ nhất là chúng ta sẽ kết nối hai cái vế lại thành một cái vế, hai vế có nghĩa thích hợp với nhau. Kết nối ở cái nguyên nhân là những câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5 với cái kết quả là ở câu A, câu B, câu C, câu D hay là câu E. Thì ở đây kết nối đầu tiên ta thấy rằng câu 1 được nói với câu D. Chất lượng không khí ở trường đã tốt hơn. Điều này giúp học sinh cải thiện sự tập trung và kết quả của bài kiểm tra. Tương tự với nghĩa thì câu 2 sẽ được kết nối với câu A. Họ quét dọn những nấm mốc trên tường. Điều này dẫn đến ít cơn hen suyễn xảy ra hơn. Câu số 3, chúng ta sẽ nói với câu E. Chúng tôi giữ môi trường học tập của chúng tôi sạch và xanh. Điều này làm chúng tôi rất tự hào. Và câu số 4 sẽ được nói với câu B. Họ bắt đầu sử dụng những sản phẩm xanh hơn. Điều này mang đến cho họ những lợi ích về tài chính và sức khỏe. Câu số 5 sẽ được nói với câu C. Nhân viên nhà trường chỉ cho ba mẹ những cách khác nhau để sống xanh. Điều này sẽ có ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng. Khi các em đã nói về nguyên nhân và kết quả, hệ quả, thì mình sẽ cần kết hợp hai vế này lại thành một câu phức với dùng từ which. Khi dùng từ which để kết hợp, các em chỉ cần thế chữ which cho this, cho chữ this ở cái vế kết quả, hệ quả. Và chúng ta sẽ phải dùng dấu phẩy trước which, lúc nào cũng bắt buộc dùng dấu phẩy trước which. Và câu 1 chúng ta sẽ có như sau. The indoor air quality at school is better now, comma, which has helped students to improve their concentration and test results. À, mình nhớ cô nhắc lại lần nữa là trước chữ which phải có dấu phẩy. Câu số 2. Các em cũng dùng which thế vào this, thế vào chữ this và trước which phải có dấu phẩy. They have cleaned the mud from the walls, which has resulted in fewer asthma attacks. À, các em thấy đây, mình nhớ là trước which lúc nào cũng có dấu phẩy. Câu số 3. Số 3 cũng tương tự như vậy. Và cô có kết quả của câu 3 như sau. We keep our school environment clean and green, which has made us very loud. Nhớ ha, trước which lúc nào cũng có dấu phẩy. Câu số 4. Kết quả của câu số 4 sẽ là they have started using more green products, which has brought them some financial and health benefits. Luôn luôn có dấu phẩy trước which. Và câu số 5. Kết quả ở câu số 5 sẽ là school staff have shown parents different ways to grow green, which has had an impact on the entire community.
Rồi, đó là bài tập số 3, yêu cầu mình kết hợp hai vế thành một câu phức với sử dụng từ liên kết which, và trước which phải có dấu phẩy để thể hiện cái hệ quả. Bài tập số 3 cũng là bài tập kết thúc của phần grammar và kết thúc bài học hôm nay, Looking Back. Thank you for listening. Stay safe and healthy. Goodbye.